ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. PSG đặt quyết tâm cao độ trong chuyến hành quân đến Allianz Arena. Đáng chú ý, trong thành phần của đội bóng nước Pháp hành quân đến Bavaria, không có sự góp mặt của ngôi sao đắt giá Neymar. Đây chắc chắn là thiệt thòi không nhỏ của PSG trong trận lượt về. Kết quả sau 90 phút tại Allianz Arena đã khẳng định điều đó khi đại diện của Lyon thủng lưới thêm 2 bàn và không gỡ được một bàn nào, qua đó bị loại với tổng tỷ số 0-3. PSG thất bại trước Bayern Munich ở cả phong độ lẫn lối chơi. Vì vậy hôm nay, chúng ta hãy cùng đi sâu một chút và phân tích liệu việc thiếu vắng Neymar có làm giảm sức tấn công của đội bóng nước Pháp hay không. Như truyền thông đã loan tin, Neymar được thông báo sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Lý do được đưa ra rất đơn giản, tiền đạo người Brazil cần lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm vấn đề mặt cá chân. Chấn thương của Neymar tái phát trong trận PSG giành chiến thắng 4-3 trước Lille vào ngày 19 tháng 2 vừa qua. Trong trận đấu lượt đi tại sân công viên các hoàng tử, đội bóng của Christophe Galtier để thất bại với tỷ số 0-1 với pha lập công duy nhất của người cũ Kingsley Coman. Đây là trận đấu mà Neymar chờ rất mờ nhạt so với kỳ vọng dù được xếp đá chính. Trong suốt 90 phút có mặt trên sân, Neymar chưa tung ra được duy nhất một cú sút trúng đích. Cũng trong trận đấu lượt đi này, Mbappe vào sân từ ghế dự bị và chơi khoảng 30 phút cuối. Kể từ khi góp mặt thì tiền đạo người Pháp chơi nổi bật hơn hẳn người đàn anh Neymar. Thậm chí Mbappe đã có một lần phá lưới đối thủ thành công nhưng bị trọng tài khước từ. Rõ ràng, tầm ảnh hưởng của Neymar lên lối chơi của PSG đã không còn lớn mạnh kể từ sau khi Messi gia nhập câu lạc bộ này. Đội có trở nên cân bằng hơn khi Neymar vắng mặt hay không à? Đúng là như vậy. Tất nhiên là nếu có cậu ấy trên sân, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội phá lưới đối thủ hơn. Gattier đã phát biểu trước trận lượt về với Bayern Munich. Với việc ngôi sao đắt giá nhất thế giới của mình không thể cùng các đội hành quân đến Đức, huấn luyện viên người Pháp phải sử dụng sơ đồ 3-5-2 đối đầu với Bayern. Tam tấu M&M của PSG thiếu đi mắt xích quan trọng Neymar. Vì vậy, người ta trông chờ vào cặp đôi còn lại, Messi và Mbappe. Thực tế thì chỉ cần một chút tinh tế thôi là ta cũng có thể nhận ra trận lượt về chỉ là sự thay thế Neymar bằng một ngôi sao khác, đó là Mbappe. PSG chào đón sự trở lại của Mbappe trong trận đấu này. Galtier đã phát biểu: sự có mặt của cậu ấy giúp chúng tôi cải thiện được sức mạnh trên hàng công. PSG thật may mắn khi cậu ấy kịp trở lại đội hình. Với cá tính của Mbappe, chúng tôi tự tin cho màn tái đấu. Có thể thấy là với phong độ và những màn trình diễn đã qua, huấn luyện viên người Pháp đánh giá cao sự có mặt của Mbappe hơn là Neymar. Julian Nagelsmann cũng đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Mbappe với chia sẻ trước cánh truyền thông. Việc Neymar vắng mặt không khiến cho Bayern Munich phải thay đổi nhiều, nhưng Mbappe là câu chuyện khác, một cầu thủ rất tài năng. Bởi vậy, chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận lượt về. Phải thừa nhận, có thời gian gần đây là thời gian rất vui vẻ với cả Messi và Mbappe. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, tại buổi lễ trao giải FIFA The Best diễn ra ngay tại thủ đô Paris, Messi có lần thứ hai vinh dự nhận danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Một tuần sau, PSG tiếp đón thêm một niềm hân hoan mới với pha lập công thứ 201 cho PSG vào lưới của nàng Kylian Mbappe vượt qua Edinson Cavani, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử 52 năm của câu lạc bộ. Thế mới thấy, trong khi Neymar đã phải trải qua nỗi buồn trên giường bệnh, thì Messi và Mbappe liên tục đón những niềm vui. Thực tế, sự vắng mặt của Neymar chưa hẳn đã là tín hiệu xấu với PSG. Neymar bỏ lỡ chiến thắng quan trọng 3-0 của đội chủ sân công viên các hoàng tử trước Marseille tại vòng 25 Lyon. Đến trận đấu tiếp theo với Nantes tại vòng 26, cựu tiền đạo của Barcelona cũng không góp mặt khi đội nhà thắng 4-2. Thêm vào đó, hai trận đấu gần nhất Neymar góp mặt trong đội hình, PSG đều chơi chật vật. Họ thua Monaco 1-3 và thắng chật vật Lille 4-3. Có vẻ như giờ đây, các cổ động viên của Le Paris đã không còn nhớ Neymar. Không có Neymar, đội hình PSG trông cân bằng và hiệu quả hơn hẳn. Sơ đồ 3-5-2 của Christophe Galtier khắc phục được những điểm yếu quan trọng trong khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự. Các vấn đề mà PSG bộc lộ ra khi phải sử dụng một lúc bộ ba Mbappe, Neymar, Messi đã không còn. Khi đối đầu Marseille, một trong những đối thủ khó chịu nhất với họ mùa này, hệ thống 3-5-2 với Mbappe và Messi chơi cao nhất trên hàng công đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Bộ đôi từng đối đầu ở trận chung kết World Cup 2022 đã tạo nên một show diễn đẳng cấp, với Mbappe
là bàn thắng thứ 200 cho PSG, còn Messi kỷ niệm bàn thắng thứ 700 trong màu áo các câu lạc bộ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của Lionel. Còn ra đến đấu trường Champions League, mọi thứ dường như trở nên khác biệt khi Bayern Munich quá hùng mạnh. Việc hàng thủ của PSG chơi lỏng lẻo bị các chân sút của đội chủ sân Allianz Arena chọc thủng lưới thêm 2 lần là điều mà ai cũng dễ thấy. Công chưa làm mà thủ đã phá. Messi và Mbappe dù có đạt đến đẳng cấp vô địch World Cup đi chăng nữa cũng khó lòng mà gánh nổi. Trước sự vây hãm cực kỳ quyết liệt từ hàng phòng ngự của Bayern, cặp đôi số 7 và 30 vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Jan Sommer. Một khi Messi có tình huống chuyền bóng thuận lợi để đặt Mbappe vào cơ hội ghi bàn, thì ngay lập tức De Ligt cùng các đồng đội lại hóa giải thành công. Sự thất vọng hiển hiện rõ trên khuôn mặt của ngôi sao 34 tuổi. Messi dù đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể giúp các đồng đội xoay chuyển tình thế. Sau tất cả, PSG một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu Champions League. Dù họ đã chi hàng trăm triệu euro sau mỗi kỳ chuyển nhượng đã qua, nhưng rõ ràng đội bóng của chủ tịch Al Khelaifi vẫn thiếu bản lĩnh và đẳng cấp của một câu lạc bộ tại đấu trường như Champions League. Thất bại trước Bayern Munich có thể dẫn đến 3 kịch bản khả thi sau đây. Thứ nhất là Kylian Mbappe sẽ ra đi. Dù Mbappe khẳng định rằng kết quả trong trận lượt về với Bayern Munich không ảnh hưởng đến tương lai của anh, nhưng đã từ lâu Mbappe là một cầu thủ rất khó thực sự tin tưởng. Chưa kể đến những lần anh đã gần như chắc chắn cập bến Real Madrid. Vậy nên khả năng Mbappe rời PSG cũng sẽ rất cao. Vì thật khó để tưởng tượng một cầu thủ có điều kiện trở nên vĩ đại nhất thế giới mà lại không thể giành nổi được danh hiệu Champions League. Thứ hai, Neymar sẽ không bao giờ ra sân cho PSG nữa. Vận đen của Neymar với những chấn thương vẫn tiếp diễn vào năm 2023. Đó thực sự là một tình huống khó khăn cho cả Neymar và câu lạc bộ. Hơn nữa, PSG cũng được cho là chơi tốt hơn khi không có Neymar. Vì vậy, nếu tiền đạo người Brazil dứt áo ra đi ngay vào mùa hè thì cũng không có gì lớn lao. Và kịch bản cuối cùng đó là việc Christophe Galtier sẽ phải rời khỏi chiếc ghế của mình. Mọi thuyền trưởng của PSG khi được mang về công viên các hoàng tử đều có chung một nhiệm vụ, đó là Champions League chứ không phải Lyon hay những chiếc vô địch trong nước. Ban quản trị của PSG từ lâu được biết đến là những người ra quyết định rất nhanh mỗi khi họ thất bại tại Champions League. Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Unai Emery đều là nạn nhân trong những mùa giải đã qua. Và bây giờ, mọi người đều đang rất lo lắng cho chiếc ghế của Galtier. Chỉ sau 8 tháng cầm quân, huấn luyện viên người Pháp có thể là người tiếp theo phải sắp vali. Những giả thuyết khác như Messi có thể tìm kiếm câu lạc bộ khác để chinh phục chiếc Champions League lần cuối, hay PSG sẽ tậu thêm những tài năng tấn công đều có thể xảy ra vào mùa hè này. Theo bạn, liệu đội hình hiện tại của PSG sẽ tiếp diễn theo hướng nào sau thất bại trước Bayern Munich? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.